Như mình tiếng nói chú ơi, con không muốn 10 chết 7 còn 3. Làm sao để tất cả được sống qua khỏi thời sàng lọc? Nhiều người không biết tu, có người nhà con buồn lo, không yên tâm tu hành được. Trong gia đình của mình á, cái những người có duyên với mình ở cõi trời xuống, nhưng ngược lại cũng có một số kẻ thù của mình ở tiền kiếp, khi mình hại họ, họ cũng đầu thai làm anh em với mình kiếp này để mà làm cho mình đau khổ, cho mình buồn. Và đồng thời mình phải sanh ra đúng ngày đúng giờ đúng cái tuổi, thì khi mình lúc mở thần hồn của mình á, mà đi tìm cái bào thai của một cái gia đình để thích hợp với mình á, mình là chư thiên, mình có trí khôn quá không, mình bay là đà khắp thế gian coi gia đình nào ai vừa ân ái mà sắp sửa là thụ tinh nó có bầu á, thì mình đáp vô cái bầu thai đó. Thì những chư thiên mà khôn á, phải nói là những vị Bồ Tát, những chư Phật, chư thiên mà khôn á thì dĩ nhiên là quá khôn rồi, Bồ Tát rồi, thì đáp vô những cái gia đình rất là hung dữ, rất là nghèo, để khi mình dùng ở đó và rất là một nhiều anh em để mà nuôi họ, thì mình dùng cái đó để mình rèn luyện, mình chịu khổ và mình trở về nó lẹ. Còn mà những người mà lựa cho những cái gia đình mà giàu mà đáp vô á, thì lúc đó đó mình chả có học gì thế gian hết, thì cũng như chắc mà cháu đáp vô mà gặp cái gia đình mà không có hiểu như vậy á, thì con phải cảm ơn để cho con có sự khổ. Còn con mà chấp mà lo cho họ đó, khi con chết á là không có ai giúp con hết, người nào ra người đó, hồn ai ra hồn đó, ai có chỉ có mang theo tội và phước. Còn họ không biết tu thì chỉ có duyên một đời này mấy chục năm, cao nhất là 100 năm, nhưng mà khi chết rồi đường ai nấy đi và mãi mãi không gặp nhau. Cho nên hồi kia ở trên núi có một bác hỏi chú về chuyện cũng giống tương tự như vậy, thì chú trả lời cả hai vợ chồng bị bệnh Covid năm 2020 mà cùng ở trong một bệnh viện, cùng trong một cái giường rồi chết. Rồi đến lúc cái thằng hồn về nói chuyện thì hỏi có gặp bả không, tại hai người cùng chết lượt là cứ nghĩ là gặp nhau, không gặp nhau, một người đi là vĩnh biệt luôn, mãi mãi luôn, nghìn đời thu nghìn thu không có gặp nhau. Là phước ai nghiệp ai, mạnh ai đi đường đó, đó là vậy đó. Chứ mình đừng có nghĩ là mình cứ lo cho con rồi con nó khổ mình khổ lây, con nó thất nghiệp mình cũng đi kiếm việc làm cho nó, rồi con nó thất tình mình cũng nằm đêm gác chén, ruột đau không ngủ được. Thì khi mà nếu mà đứa con nó hạnh phúc, cái nó sanh ra cháu ngoại mình giữ cháu ngoại khóc mình cũng thích. Rồi cuối cùng á, mình không có cái gì làm vốn cho bản thân của mình để mà tu tập, để mà mình đi về trời, thì lúc đó là con cháu mình nó đâu có cứu mình được. Lúc mình còn sống, tay chân còn đi được, còn quỳ lại được, miệng thì còn chút xíu đọc ra chữ được, mắt thì còn nhìn chữ đọc được, thì mình nên tu tập. Tại vì chỉ có cái đó đó là mình mang theo, và đồng thời chỉ có cái đó đưa mình về trời. Lúc mình cận tử nghiệp trong nhà thương thì mình không còn nhớ gì hết, khi mà cái hồn sắp sửa mà nó rời khỏi cái xác á, mà nếu mà mình biết niệm Phật á thì lúc đó tòa sen sẽ đến rước. Còn mình mà không có tập vợt trước thì làm sao lúc cận tử nghiệp mà mình nhớ gì đâu, dễ gì, không phải dễ mà nhớ câu niệm Phật. Lúc nó đau đớn rồi ống rồi trong họng rồi này nọ khó lắm, nhưng mà những người mà tu tập thường xuyên đó, họ có thói quen, cái thói quen là cái tốt, khi lúc đó là cái vốn cuối cùng trong đời để mang theo. Đó là những cái mà mình tu tập hàng ngày, mình huấn luyện cho cái đầu óc mình nhớ những cái câu đó. Nó là cái lại gia thức này nè, thì cũng như cái điện thoại vậy đó, nó có con chip con sim vậy đó. Thì cái đó là cái vốn quý giá nhất, chứ còn nếu mà lúc đó trong nhà băng có mấy tỷ cũng không cần, không thèm nữa.
giống như Steve Jobs chế ra cái điện thoại iPhone nè, lúc nó chết nó đâu mang theo, nó bỏ lại đóng tỷ tỷ ai đâu xài giùm.